Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hạnh Phúc Tới Vạn Gia, phim truyền hình quan trọng của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi Đại Cả Hái được nhận thành công từ dòng phim thần tượng, thì Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu truyền hình nhận đóng các vai diễn góc cạnh cùng phim chính kịch với hy vọng có thể bước vào hàng ngũ diễn viên thực lực. Năm ngoái Ai Là Hung Thủ đã thất bại nên Triệu Lệ Dĩnh chỉ đành đặt hết kỳ vọng và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mà thôi. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được cải biên từ bộ truyện Thu Cúc Đi Kiện của tác giả Trần Nguyên Bân và do Trịnh Hiệu Long làm đạo diễn. Hạnh Phúc Tới Vạn Gia được đánh giá là một dự án chính có ekip làm phim rất tốt, khi Trịnh Hiệu Long là đạo diễn đứng sau thành công của Chân Hoàn Truyện, còn Lưu Uy hay La Tấn đều là những nam diễn viên thực lực và có tiếng trong showbiz Hoa ngữ. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh còn muốn thông qua Hạnh Phúc Tới Vạn Gia để tiến hành tranh giải và nâng cao vị thế của mình. Carol thấy Hạnh Phúc Tới Vạn Gia giống như một ván cực lớn của Triệu Lệ Dĩnh vậy. Thất bại của Ai Là Hung Thủ buộc Triệu Lệ Dĩnh phải làm nên chuyện với Hạnh Phúc Tới Vạn Gia, nếu không sự nghiệp của cô sẽ chững lại và bắt đầu tụt dốc. Nếu như Hạnh Phúc Tới Vạn Gia thành công và diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được công nhận, thì tương lai của cô ấy bên dòng phim chính kịch sẽ rất rộng mở, mà đạt được giải thị hậu thì càng tươi sáng hơn. Lúc đấy cô ấy sẽ hoàn toàn đánh bại Dương Mịch để trở thành người đứng đầu trong lứa 85. Trong Hạnh Phúc Tới Vạn Gia, nữ chính Hà Hạnh Phúc có nhiều điểm khá giống với Triệu Lệ Dĩnh ngoài đời thực. Họ giống nhau ở điểm đều là những cô gái xuất thân nơi vùng quê nghèo khó nhưng lại rất nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, dù có gặp phải biết bao nhiêu gian truân và khổ cực. Qua trailer của Hạnh Phúc Tới Vạn Gia, Carol thấy diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh khá ổn, nhưng có thật sự tốt hay không thì chúng ta cần phải đợi đến khi bộ phim này lên sóng đã. Tuy nhiên, việc Triệu Lệ Dĩnh đóng Hạnh Phúc Tới Vạn Gia cũng khiến cô bị đem ra so sánh với Củng Lợi, bởi Củng Lợi là người đã xuất hiện trong phiên bản đầu tiên của bộ phim này, có tên là Thu Cúc Đi Kiện. Hẳn là Triệu Lệ Dĩnh sẽ gặp áp lực lớn lắm đây khi mà đối thủ mà cô phải gặp phải chính là nữ hoàng điện ảnh Trung Quốc, và Củng Lợi nhờ Thu Cúc Đi Kiện đã trở thành ảnh hậu kim kê và giành cúp Volpi cho nữ diễn viên xuất sắc tại liên hoan phim Venezia. Theo Carol thì Hạnh Phúc Tới Vạn Gia rất có thể thành công trên màn ảnh là một việc hơi khó đấy. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lấy chủ đề khá quen thuộc, đó là hành trình vượt khó của người phụ nữ và những cố gắng vươn lên trong cuộc sống, đồng thời gặt hái được nhiều thành công. Nếu phim như này rất dễ thu hút được sự chú ý của các bà nội trợ, nhưng nếu làm không cẩn thận thì sẽ rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột, giống như Tinh Thần Đại Hại của Lưu Đào, Lập Phong. Mình nghĩ bộ phim này có khả năng không thành công nhưng cũng không flop và cũng chưa đến mức gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Tóm lại, Hạnh Phúc Tới Vạn Gia là một bước ngoặt quan trọng trong việc truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh và tạm thời chúng ta vẫn chưa thể nói được gì nhiều. Cứ đợi đến khi bộ phim này lên sóng đã và hãy cùng Carol xem Triệu Lệ Dĩnh có truyền hình thành công không nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.